Aiko là nàng công chúa Nhật hiếm hoi xuất hiện trên truyền thông. Dù là con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito, nhưng cuộc sống của Aiko lại không phủ đầy nhung lụa, tràn ngập màu hồng như trong truyện cổ tích thường thấy. Công chúa Aiko, con gái duy nhất của thái tử Naruhito và công nương Masako, sinh ngày 1 tháng 12 năm 2001. Được biết, sau 8 năm kết hôn, thái tử Naruhito và công nương Masako vất vả lắm mới sinh được Aiko, vì vậy họ đã dành hết tình yêu thương của mình cho đứa con quý báu này. Thế nhưng Aiko lại được truyền thông quốc tế gọi là nàng công chúa cô đơn nhất Nhật Bản, khi cô phải một mình chống chọi nhiều áp lực căng thẳng trong suốt quá trình trưởng thành và lớn lên. Công chúa Aiko học rất giỏi và cô luôn đạt điểm số cao trong hầu hết các môn học. Công chúa Aiko rất giỏi ngoại ngữ, vượt trội hơn so với các bạn cùng trang lứa. Điều này vô cùng dễ hiểu khi mẹ Aiko, hoàng hậu Masako, từng làm trong lĩnh vực ngoại giao với khả năng đa ngoại ngữ, thông thạo tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức. Đối với vợ chồng Nhật hoàng Naruhito, công chúa Aiko không chỉ là kết tinh tình yêu của họ mà còn là người thừa kế những tinh hoa của cặp đôi này để phát triển thêm một bậc nữa. Là con gái của vua lại sở hữu tư chất thông minh, nhiều người cứ ngỡ Aiko là một cô gái ngậm thìa bạc. Tuy nhiên ít ai biết rằng Aiko lại là một nàng công chúa chịu nhiều thiệt thòi, trải qua nhiều nỗi sợ hãi buồn rầu. Aiko từng là nạn nhân của nạn bắt nạt học đường. Nàng công chúa này từng phải nghỉ học một thời gian dài sau khi chịu đựng sự tổn thương do các bạn ở trường gây ra. Hoàng hậu Masako khi ấy đã quyết định đồng hành cùng con gái trong việc học tập một thời gian để Aiko ổn định tinh thần và hòa nhập lại với môi trường xung quanh. Tháng 12 năm 2016, khi những bức ảnh chính thức đánh dấu sinh nhật lần thứ 15, công chúa Nhật Bản đã bị sốc nặng bởi vẻ ngoài gầy gò của cô. Trong một thời gian dài, vẻ ngoại hình của Aiko từng là đề tài bàn tán của dư luận và truyền thông Nhật Bản. Trong mắt nhiều người, là một nàng công chúa thì cần phải đáp ứng các yếu tố cơ bản như vẻ ngoài xinh đẹp, tác phong chuẩn mực và tài năng nổi trội. Aiko từng bị chê trách bởi vẻ ngoài không bắt mắt và trang phục không hợp thời của cô. Là con vua nhưng Aiko lại chẳng thể thừa kế ngai vàng giống như nhiều hoàng gia khác trên thế giới. Bởi lẽ theo quy định của hoàng gia Nhật Bản, chỉ có hoàng nam mới đủ tư cách nối dõi tông đường. Aiko sẽ giống như bao nàng công chúa Nhật khác, số mệnh an bài từ khi ra đời. Cô sẽ trở thành thường dân, mất hết địa vị nếu như kết hôn với người bình thường. Muốn ở lại hoàng gia, Aiko chỉ có thể lựa chọn một là sống độc thân đến hết đời, hai là kết hôn với người xuất thân trong giới quý tộc. Đáng buồn thay, trên thực tế chẳng có người đàn ông nào xuất thân cao quý ở Nhật Bản phù hợp để Aiko kết hôn trong khi hoàng gia Nhật đang rơi vào khủng hoảng thiếu người trầm trọng. Trong hơn một thập kỷ qua, gia đình hoàng gia đã mất các thành viên nữ với tốc độ nhanh chóng khi họ kết hôn với thường dân. Mới đây nhất là trường hợp của Mako, con gái lớn của thái tử Nhật Bản. Một bộ phận người dân đang yêu cầu hoàng gia thay đổi luật để các nàng công chúa sau khi lấy chồng vẫn được ở lại hoàng gia để phụng sự, đồng thời công chúa cũng có thể kế thừa ngai vị giống như hoàng tử. Tuy nhiên, dường như đây là niềm hy vọng xa vời khi cho đến nay hoàng gia lẫn chính phủ Nhật Bản vẫn không hề có ý định thay đổi luật lệ xưa cũ. Ngai vị trong tương lai sẽ được truyền cho hoàng tử Hisaito, con trai độc nhất của thái tử Nhật Bản. Aiko không khác gì người thừa trong hoàng tộc, dù cô là con gái của Nhật hoàng nhưng cũng sẽ sớm phải rời xa gia đình sau khi lấy chồng. Có lẽ điều an ủi nhất ở thời điểm hiện tại đối với Aiko là nàng công chúa này nhận được nhiều thiện cảm, sự ủng hộ của dân chúng. Họ thấu hiểu những áp lực mà Aiko đã và đang trải qua cùng sự kiên trì bền bỉ vượt qua tất cả của nàng công chúa này. Dù có lối sống kín tiếng nhưng Aiko vẫn nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người mỗi khi cô xuất hiện. Vào ngày 1 tháng 12 tới đây, công chúa Aiko sẽ chính thức bước sang tuổi 20, đánh dấu giai đoạn trưởng thành và kể từ đây, Aiko sẽ bắt đầu đảm đương các nhiệm vụ hoàng gia hỗ trợ cho gia đình. Theo truyền thống hoàng gia, Aiko sẽ được làm lễ trưởng thành và đeo vương miện để thực hiện các nghi thức quan trọng. Tuy nhiên, thay vì được làm vương miện mới như các nàng công chúa Nhật Bản khác, Aiko sẽ mượn vương miện từ cô ruột của mình để tiết kiệm vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thông tin này đã thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản với nhiều ý kiến trái chiều. Mako Komuro, con gái thái tử Nhật Bản đã rời khỏi hoàng gia sau khi kết hôn và hiện tại đang ở Mỹ, đã bất ngờ bị chỉ trích về sự kiện mượn vương miện này. Theo nhiều ý kiến bình luận của nhiều người, khi đưa lên bàn cân so sánh hai nàng công chúa có thể thấy Mako được hưởng nhiều quyền lợi trong khi Aiko thì không. Cựu công chúa Mako khi tròn 20 tuổi đã được sở hữu chiếc vương miện mới trị giá khoảng 28 triệu yên, tương đương hơn 5 tỷ đồng. Hiện chiếc vương miện của Mako đang được hoàng gia Nhật Bản cất giữ sau khi cô kết hôn với thường dân. Dù đã rời khỏi hoàng gia nhưng Mako vẫn được gia đình hỗ trợ với đội ngũ an ninh hùng hậu. Tại thời điểm Mako cùng chồng sang Mỹ, cặp đôi vẫn nhận được sự bảo vệ từ hoàng gia. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng chi phí bỏ ra để bảo vệ cặp đôi này là bao nhiêu. Sau khi sang Mỹ, Mako cùng chồng thuê căn hộ sang trọng ở Manhattan, New York với giá thuê khoảng 4.800 đô la Mỹ, hơn 100 triệu đồng mỗi tháng, khiến dư luận sôi sục. Trong khi Mako vẫn được sống cuộc sống xa hoa, thì công chúa Aiko phải tiết kiệm tới mức không làm vương miện mới cho lễ trưởng thành. Buổi lễ cũng thu gọn hơn rất nhiều, trong khi Aiko là con gái độc nhất của vợ chồng Nhật Hoàng. Điều này thật không xứng tầm với địa vị của cô. Đối với nhiều người, đây là một sự thiệt thòi rất lớn. Mặc dù vậy, một số ý kiến vẫn cho rằng Mako hiện đã rời hoàng gia, cô ấy có quyền sống theo ý mình. Nhiều nguồn tin cho hay,
Hiện tại sinh hoạt phí của vợ chồng Marco ở bên Mỹ là do họ chi trả, nên việc chỉ trích cựu công chúa Nhật Bản có phần hơi nặng nề chỉ vì Aiko phải đi mượn vương miện. Mặc dù vậy, Aiko vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ của dư luận Nhật Bản sau sự kiện mượn vương miện này. Họ ca ngợi cô là một nàng công chúa chuẩn mực, một bảo vật chân quý của hoàng gia. Công chúa Aiko được khen ngợi là kế thừa được truyền thống tiết kiệm của gia đình hoàng gia.